mọi người, Bethany vừa cho ra là một website bethany.edu.vn và đây sẽ là một trang web cung cấp về khóa học của Bethany, trong đó có những khóa học sẽ miễn phí và sẽ có những khóa học là tính phí. Và những khóa học tính phí sẽ có những giá trị rất là nổi bật và những cái này sẽ không có trên YouTube nhé. Rồi tiếp theo ở trên cái trang bethany.edu.vn mọi người sẽ được cập nhật về những blog, những tin tức về Facebook cũng như là TikTok và Google tất tần tật. Và đây là trang web mà bên mình đã thử nghiệm và demo rất là kỹ lưỡng, rất mong mọi người ủng hộ. Hello, xin chào các bạn đến với kênh Bethany Marketing. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về một cái vấn đề. Đây là một vấn đề gần như là rất là nhức nhối của các anh em bài thủ cũng như các bạn chạy quảng cáo trong thời gian khoảng tầm một tuần tới đây. Vấn đề đó là vấn đề về HON. HON tức là cái khoản tiền tạm giữ mà Facebook sẽ tiến hành giữ của các bạn, thì hiện tại trong một tuần trở lại đây là tỷ lệ HON tăng cao, tăng rất là cao. Hầu như là lên set cao khoảng tầm 10 tài khoản thì các bạn sẽ bị khoảng tầm 7 đến 8 tài khoản. Và những tài khoản chạy được, ví dụ những tài khoản các bạn lên ở trước đó, các bạn chạy vẫn đang chạy bình thường. Tuy nhiên là sẽ có những tài khoản đang chạy tự nhiên nó sẽ bị ho lại, nó sẽ bị tạm giữ tiền trước. Rồi, thì trong clip này mình sẽ hướng... mình sẽ không nói về cái vấn đề làm sao để fix, tại vì hiện tại cái này nó đang mới, nó đang cập nhật và thật ra là bên mình cũng chưa tìm được cách để fix làm sao để lên cho nó không hon. Tuy nhiên nó có những thay đổi mà mình để ý gần đây và mình sẽ chia sẻ với các bạn là những thay đổi đó nó như thế nào, nó khác với cái hon trước đây như thế nào ha. Thật ra theo mình thấy là cái hon này á, nó có một cái sự thay đổi khá là mới, và nếu như mà chấp nhận chạy hon trong thời điểm này, tức là ví dụ như là các bạn không quá gấp để lên quảng cáo chẳng hạn, thì các bạn có thể đợi khoảng tầm 1-2 tuần nữa xem là nó có hết hay không. Còn nếu như mà trường hợp các bạn agency, các bạn đang gặp khó khăn về cái vấn đề mà hon, hoặc là các bạn muốn lên quảng cáo liền, tức là một cái công việc rất là gấp và các bạn muốn lên quảng cáo liền, thì các bạn có thể chấp nhận hon. Tại vì theo mình là cái hon này nó cũng được nâng cấp hơn so với hon cũ ở năm ngoái rồi, và nó khác nhau như thế nào thì bây giờ mình cùng nhau phân tích ha. Rồi, ở đây mình sẽ có hai phần là hon cũ và hon mới. Ok, rồi các bạn đợi chút xíu ha. Rồi, ở đây mình có một cái ví dụ ha. Mình sẽ có là hon cũ. Rồi, và hon mới. Rồi, ở hon cũ á thì giải thích nôm na các bạn hiểu là hon cũ nó sẽ tạm giữ trước một khoản tiền, và sau khi tạm giữ đó các bạn chạy quảng cáo đến cái thời điểm mà đến cái ngưỡng á, thì các bạn sẽ phải thanh toán hai khoản, là khoản tiền hon ngưỡng tiếp theo và khoản tiền mà các bạn đã chạy trước đó. Ví dụ đơn giản là trước đây nó sẽ có cái ngưỡng là 550.000 ha, 550.000, thì ngưỡng tiếp theo của 550.000 là ngưỡng 750.000. Thì ngay thời điểm mà các bạn vừa lên ngưỡng, từ ngưỡng 340 lên 550 lên 750 đi. Rồi, đây là mình sẽ nói về ba cái ngưỡng này ha. Ví dụ như từ ngưỡng 340.000 các bạn lên ngưỡng 550.000 thì các bạn bị hon ngay thời điểm này. Nếu bị hon ngay thời điểm này thì các bạn sẽ bị các bạn sẽ cần phải thanh toán nè. Các bạn thanh toán ở đây là tiền 350.000 thì thanh toán lên 550 thì cái này mình sẽ không nói về khoản đó ha. Mình sẽ nói là ở ngưỡng 550, bắt đầu từ ngưỡng 550 các bạn bị hon đi, thì 550 này các bạn ngay cái thời điểm mà các bạn vừa lên ngưỡng 550 thì các bạn sẽ phải thanh toán 550.000 tiền hon. Rồi, các bạn sẽ thanh toán 550.000 tiền hon, thì cái này gọi là hon nè. Rồi,
550.000 tiền hon, và rồi cái này gọi là tiền hon. Ok, hon mình sẽ tạm để màu hồng nha, màu cam ha. Rồi thì 550.000 tiền hon này đó gọi là tiền tạm giữ trước, tức là Facebook sẽ tạm giữ mình 550.000, và khi mà các bạn vừa lên ngưỡng đó Facebook sẽ trừ. Và khi mà các bạn chạy hết 550.000 này, đến khi mà các bạn gần thanh toán thì các bạn sẽ phải thanh toán 550.000 ở đây một lần nữa, thì nó được gọi là tiền ẹt. Tiền ẹt tức là tiền mà các bạn đã chạy rồi mới thanh toán. Rồi mình đặt cái này là nó là màu xanh đi, tiền ẹt nó sẽ là màu xanh. Rồi ok, thì ngay cái thời điểm thanh toán 550.000 này, tức là ở đây mình để chạy được ngưỡng từ 550.000 lên ngưỡng 750.000 là các bạn phải thanh toán tới hai bill. Một bill là 550.000 tiền hon, bị ngay thời điểm mà từ 340 lên 550 là bị trừ ngay thời điểm đó rồi. Và sau đó đến khi mà các bạn chạy hết 550.000 đó thì sẽ phải thanh toán tiền ạ, thanh toán cái tiền mà các bạn đã chạy theo bình thường, thanh toán tiền đã chạy là 550.000. Rồi tại cái thời điểm vừa thanh toán 550.000 này, các bạn sẽ bị trừ thêm 750.000 nữa, đó là tiền hon. Thì cái này ở đây nó gọi là tiền hon. Rồi thì tức là ở đây các bạn lên ngưỡng nào các bạn sẽ bị hon ở ngưỡng đó, đồng thời phải thanh toán số tiền mà các bạn đã chạy quảng cáo ở cái ngưỡng trước đó. Rồi thì cái chuyện và cái tiền hon này sẽ được hoàn vào lúc nào? Tiền hon này nó sẽ được trả về số tài khoản của các bạn, trả về cái thẻ của các bạn trong thời gian là từ 7 ngày đến 45 ngày. Rồi tùy theo ngân hàng ha, từ 7 đến 45 ngày tùy theo ngân hàng. Và sẽ có những thời điểm mà thẻ của các bạn bị đá ra, hoặc là bị các bạn đá thẻ, mất thẻ, tài khoản bị mất thẻ hoặc tài khoản bị chết, thì cái số tiền hon nó sẽ không được trả về. Bên theo bên mình theo dõi nha, là không được trả về. Còn có một số bạn báo là nó sẽ được trả, thì cái này bên mình cũng chưa xác nhận được. Tuy nhiên là theo bên mình thấy là nó sẽ, nếu mà tài khoản bị đá thẻ là mình sẽ không có nhận được cái tiền trả về. Rồi đó là cái hon cũ ha. Tức hon cũ mình tóm lại là tức là sẽ phải thanh toán trước ngưỡng gọi là hon, tiền tạm giữ. Rồi và sau đó phải thanh toán tiền ẹt trước đó theo ngưỡng như bình thường. Rồi ok, đó là cái hon cũ ha. Hon cũ tức là bạn sẽ khi mà chạy đến một cái ngưỡng nào đó, bạn sẽ phải thanh toán số tiền để mà các bạn chạy quảng cáo của ngưỡng trước đó, đồng thời phải trả luôn cái tiền tạm giữ của cái ngưỡng tại thời điểm đó. Rồi ok, thì đó là cái hon cũ. Hon cũ này nó bắt đầu từ khoảng 1 đến 2 năm trước rồi. Cái này là cái công thức hon cũ. Rồi ok, rồi hiện tại hon hiện tại nó và một cái nữa, tiền hon sẽ tiền hon cũ á, nó sẽ có mã, sẽ có mã giao dịch, dịch ở app ngân hàng. Những cái mã nó như là Facebook ad. Facebook.ad, Facebook sao ad hoặc chấm ad gì đó, Facebook sao ad hoặc là Meta Buy. Tức là những tài khoản đó nó sẽ có những cái tài khoản mà hon theo kiểu cũ á, là nó sẽ có hai cái mã này, và ngoài ra ở phía sau nó sẽ không có mã giao dịch. Các bạn có thể để ý thử khi mà các bạn thanh toán, khi mà các bạn thanh toán cái bill, đối với những bill mà các bạn thanh toán chạy quảng cáo bình thường, nó sẽ có một cái mã giao dịch gồm một cái dãy bao gồm cả chữ và số viết hoa. Đó là mã giao dịch của Facebook, và mã giao dịch đó
nó sẽ chứng minh là cái tiền đó của các bạn được trả cho Facebook, và Facebook có một cái mã thanh toán cho các bạn, đó là mã giao dịch bình thường. Còn đối với tiền hon sẽ không có mã giao dịch, đó là cách cũ, đó là cái phần hon cũ. Rồi ok, mình chốt lại vấn đề hon cũ đây ha. Hon cũ thì cái cách dễ nhận biết đó là hon trước ngưỡng bị trừ gấp đôi số tiền bị trừ ngưỡng và trừ tiền ạt, nó tính như là gần như gấp đôi, và thanh toán sẽ không có mã, không có mã giao dịch, nó chỉ có hai cái là Facebook Ads hoặc là MetaPay thôi. Rồi còn cái hon mới hiện tại nó như thế nào, cái cách hon mới đây là thay đổi ha, cũng vẫn là cái ba cái mức thanh toán là 340, 550 và 750 ha. Thì khi mà ví dụ như các bạn chạy tới 340.000, các bạn thanh toán thì sẽ lên 550. Thì ở đây khi mà các bạn vừa lên ngưỡng 550, các bạn sẽ bị Facebook trừ 550, trừ 550 ở đây, nó gọi là tiền hon. Tiền này nó gọi là tiền hon. Rồi ok, thì khi mà các bạn chạy đến hết 550 này, theo kiểu cũ là các bạn sẽ bị trừ thêm, các bạn phải thanh toán 550, đồng thời phải thanh toán thêm 750 cho hon trước ngưỡng nữa. Tuy nhiên bây giờ nó sẽ thay đổi ha, là khi mà các bạn chạy hết 550 này, các bạn lên ngưỡng 750 thì các bạn chỉ thanh toán ở đây là ngưỡng 750 thôi, chứ không thanh toán 550 nữa. Tức là các bạn giống như cái tài khoản của bạn được khi mà các bạn bị ho là các bạn trả tiền trước cho Facebook để các bạn chạy hết cái ngưỡng đó. Khi hết cái ngưỡng đó rồi, các bạn lên ngưỡng tiếp theo thì Facebook sẽ trừ tiền trả trước của bạn để chạy ngưỡng tiếp theo nữa. Rồi đó là cái thay đổi mới nhất hiện tại, là khi mà các bạn lên ngưỡng nào thì chỉ hon ngưỡng đó thôi, chứ không có bị trừ thêm một cái tiền ad nữa. Tức là tiền hon của bạn vẫn là tiền ad luôn á. Rồi và đó là cái thay đổi mới ha. Tức là khi bị hon thì sẽ bị trừ trước ngưỡng, trừ trước ngưỡng và không cần phải trừ tiền ẹt như cũ. Rồi ok, đó là cái thay đổi. Và hóa đơn hon hiện tại, cái bill hon mà các bạn kiểm tra trên tài khoản ngân hàng á, bill hon sẽ có mã giao dịch, tuy nhiên tại thời điểm trừ sẽ không kiểm tra được mã trên phần thông tin thanh toán. Rồi ok, rồi bill hon hiện tại khi mà các bạn bị hon, tức là khi mà các bạn bị trừ tiền hon á, thì cái bill hon đó các bạn bị trừ vào tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên ngay thời điểm đó các bạn đi lên trong cái phần thông tin tài khoản kiểm tra bill á, trong cái phần kiểm tra bill, phần lập hóa đơn á, chi tiết lập hóa đơn á, là các bạn sẽ không nhìn thấy cái bill hon đó. Rồi ở đây mình sẽ ví dụ cho các bạn một trường hợp ha. Đây là cái tài khoản của mình bị hon. Rồi ok, đây là tài khoản của mình bị hon. Tài khoản bị hon vào ngày 31 tháng 8, và cái bill hon đó nó có cái mã giao dịch là Facebook BK sao T7 6Z BA2. Rồi ok, các bạn nhớ cái mã này nha, các bạn nhớ cái mã này ha. Mình bị hon cái số tiền là 1.1 triệu. Rồi thì ngay thời điểm đó các bạn truy cập vào trong cái phần thông tin nè, vào ngày 31 tây, thì các bạn truy cập vào đây ngày 31, các bạn không thấy cái mã này. Cái mã ở đây, mã giao dịch nó là T76Z. Rồi các bạn chỉ cần nhớ bốn số đầu ha, T76Z. Rồi thì ngày 31 không có mã giao dịch T76Z, nó chỉ có một mã XMF4 thôi. Đây là mã giao dịch bình thường, đây là thanh toán bình thường. Rồi và cái mã T76Z nó lại lập bill vào ngày 4 tháng 9 ha. Vào ngày 4 tháng 9, tức là cái bill đó khi mà nó hon nó sẽ không hiển thị trong cái phần kiểm tra hóa đơn hoạt động thanh toán, nó sẽ không hiển thị trong đó, nhưng mà tài khoản ngân hàng của bạn vẫn bị trừ và vẫn có mã giao dịch của cái bill bị hon. Vậy thì cái bill này, cái bill T76Z này nó sẽ hiện ra khi nào?
nó sẽ hiện ra khi mà cái tài khoản của bạn chạy đến cái ngưỡng đó nó mới hiện ra. Thì ví dụ như là ở trong cái phần mình ví dụ đi, 550 này, cái view hold của 550 này nó sẽ không hiển thị ra ngay cái thời điểm mà nó trừ tiền, tuy nhiên nó sẽ hiển thị ra khi mà các bạn chạy đến cái ngưỡng đó nó mới hiện ra. Và đến khi cái ngưỡng đó nó hiện ra thì nó lại trừ tiếp, tại vì các bạn đã chạy hết ngưỡng rồi, nó sẽ trừ tiếp cái ngưỡng tiếp theo. Và đối với cái ngưỡng hold tiếp theo này, cái ngưỡng hold 750 này vẫn cũng sẽ có mã giao dịch, và cái mã giao dịch sẽ hiển thị khi mà các bạn chạy hết 750 đó, các bạn lên ngưỡng tiếp theo nữa thì cái mã giao dịch đó nó mới hiện ra. Thì cái trường hợp này nó sẽ khó ở lúc nào, tức là đối với những agency như tụi mình á, tụi mình sẽ thường là phải kiểm tra và báo cáo cho công ty là mọi ngày hôm đó các bạn phải chi tiêu bao nhiêu, các bạn phải chứng minh được là chi tiêu số tiền trừ như thế nào, bằng cách là kiểm tra app ngân hàng, kiểm tra thông tin về tài khoản, những cái bill trong tài khoản, tức là các bạn cần phải kiểm tra cái đó. Tuy nhiên sẽ có những ngày các bạn có mã hóa đơn, các bạn có bị trừ tiền trong app ngân hàng, tuy nhiên trong tài khoản lại không xuất hiện cái bill đó. Đó là cái vấn đề của các bạn agency của bên mình hiện tại đang gặp phải, tức là ngày hôm đó các bạn chi tiêu 25 bill nhưng mà thông tin hiển thị trên tài khoản chỉ có 24 bill thôi, tức là mất đâu một bill, thì cái bill đó là cái bill mà các bạn đã bị hold và nhiều khi các bạn không để ý. Rồi, đó là trường hợp bị hold thì nó sẽ bị lỗi ở cái chỗ đó. Và một cái vấn đề thứ hai nữa là đối với cái trường hợp bị hold như vậy á, thì cái tài khoản của bạn nó sẽ bị trừ ở giữa ngưỡng, bị trừ không có xác định được cái con số cụ thể, tức là Facebook muốn trừ lúc nào là trừ. Trừ những cái số lẻ, ví dụ như ở đây nè, các bạn sẽ thấy là ngưỡng của tài khoản là 1.1 triệu. Tuy nhiên chạy đến 415.000 Facebook tự trừ. Facebook trừ, nếu như trừ ở đây không được thì Facebook sẽ báo lỗi tài khoản và các bạn phải thanh toán số tiền đó để chạy tiếp. Và đến ngưỡng tiếp theo thì sẽ trừ tiếp. Rồi, vậy thì số tiền hold nó sẽ trả về khi nào và làm sao để mình quản lý được số tiền hold đó? Thì trước mắt hiện tại bây giờ á, đối với những bill hold đó các bạn phải note lại. Thứ nhất là nó là cái ngày mà các bạn bị hold, số tiền mà các bạn bị hold và cái thẻ các bạn bị hold. Và trong cái thời điểm đó, thời gian mà bên mình thấy, bên mình đang sử dụng ngân hàng ACB nha. Còn nếu như những cái ngân hàng khác thì bên mình không biết cái thời gian hold nó bao lâu, không biết là nó có giống như lúc trước là từ 7 đến 45 ngày hay không. Riêng đối với ngân hàng ACB thì mình thấy cái thời gian trả tiền về của nó sẽ khoảng tầm từ 3 ngày đến 7 ngày. Trong thời gian đó số tiền sẽ được trả về và nội dung trả tiền về nó sẽ là cái này. Nè, các bạn sẽ thấy nè, số tiền mình được trả về, số tiền hold á mình được trả về khi mà vào ngày 4 tháng 9 là số tiền hold mình được trả về. Vậy làm sao để mình trả tiền về? Làm sao để mình được trả tiền về? Ở đây sẽ có nhiều bạn thắc mắc là làm sao để mình được trả tiền về. Để trả tiền về á, các bạn sẽ phải có hai điều kiện ha. Nếu như mà các bạn muốn chạy hold luôn thì cứ đến ngưỡng các bạn thanh toán thì nó sẽ trừ trước ngưỡng và cái bill đó các bạn phải nói lại thôi. Và nó sẽ cứ đến ngưỡng là trừ cái bill mà nó đã hold thì nó sẽ hiển thị ra, cứ đến ngưỡng đến cái ngưỡng mà các bạn đã trả rồi thì cái bill nó sẽ hiển thị ra, đến ngưỡng các bạn trả rồi thì bill nó sẽ hiển thị ra. Rồi, còn nếu như trường hợp các bạn trong thời gian mà tiến hành hold, trả tiền hold về á, các bạn chạy chưa đến cái ngưỡng đó, chưa hết cái số tiền mà Facebook trả cho các bạn, thì số tiền mà Facebook nó hold nó sẽ trả về cho các bạn, nó sẽ hoàn lại cho các bạn ha. Cái chỗ này nó sẽ hơi rối chút xíu nha. Như là ở đây nè, mình bị hold số tiền ở cái mã bill T7Z, ở cái mã bill hồi nãy á, ở cái mã bill là T76Z. Rồi, mình bị hold vào ngày 31 tháng 8 là Facebook trừ mình trước một ngưỡng, trừ mình trước 1.1 triệu. Tuy nhiên từ ngày 30 tháng 8 đến ngày từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9
trong thời gian đó mình chưa chạy hết ngưỡng 1.1 triệu mà Facebook trừ, thì lúc này Facebook sẽ trả lại số tiền hon cho mình, tại vì đã quá thời gian 7 ngày rồi, Facebook sẽ trả lại số tiền hon đó cho bạn. Còn nếu như trường hợp các bạn chạy đến ngưỡng 1.1 triệu thì cái BUT76Z này nó sẽ hiện ra, và đến lúc đó bạn lên ngưỡng bao nhiêu thì Facebook sẽ trừ tiếp cái ngưỡng tiếp theo, tức là hon trước cái ngưỡng tiếp theo. Và hon đến khi nào? Lúc trước á, đối với cái cách cũ thì hon đến khoảng tầm 2.8 triệu thì hết. Tuy nhiên là đối với cách này thì hiện tại đang bị là bị hon nè, bị 10% nè, nên là mình không test được là nó hon đến bao lâu, tại vì mình không có thể nào mà nuôi, mình không có đủ cái thời gian để test cái đó đến ngưỡng bao nhiêu, tại vì vấn đề này chạy nó rất là lâu để lên được những cái ngưỡng cao. Đồng thời là mình đang muốn cập nhật cho các bạn cái thông tin này, nên là mình muốn mình quay video liền luôn chứ mình không có test thử xem đến bao giờ nó sẽ hết hon. Nên á, đối với cái trường hợp hiện tại á, gần như là nếu như các bạn bị hon thì thật ra các bạn chả mất gì cả. Các bạn chỉ khó ở chỗ là các bạn phải quản lý cái tiền kỹ hơn và quản lý cái bill thanh toán kỹ hơn. Đối với cái agency có nhân viên, có cái đội ngũ cộng tác này kia thì các bạn cần phải lưu ý kỹ hơn ở vấn đề bị trừ hon, bị trừ bill. Còn đối với các bạn mà chạy là bình thường, cứ hon thì chạy hết thì các bạn thoải mái thôi, tại vì đó là tiền các bạn trả trước. Bây giờ giống như là chạy hon kiểu này giống như là tài khoản trả trước hay trả sau nó cũng như nhau thôi. Các bạn chạy trả sau thì nếu như mà trường hợp bị hon thì tài khoản nó cũng giống y như là trả trước. Rồi thì cái hon hiện tại là nó đang như vậy. Rồi ha, các bạn để ý ha, là cái số tiền đó. Và một cái lưu ý nữa là khi mà cái số tiền được trả về, số tiền mà các bạn bị hon được trả về á, thì cái bill tiếp theo nó sẽ trừ luôn, trừ ngay cái thời điểm luôn. Nó sẽ trừ cái số tiền số dư á, nó sẽ trừ số dư nè. Giống như ở đây các bạn thấy nè, là tài khoản này hiện tại mình đang có cái dư nợ là 1.001.000. Mình chưa chạy hết cái ngưỡng 1.1 triệu nên là cái BUT76Z nó sẽ không trừ được. Và đồng thời khi mà cái số tiền hon nó được trả về xong rồi á, thì nó sẽ lập thẳng luôn cái bill 1.001.299 đồng này. Nó sẽ lập luôn cái bill đó luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thanh toán thôi. Nếu mà các bạn có thử thì các bạn có thể test thử ở cách này ha. Tức là khi mà các bạn được hoàn tiền về thì cái ngưỡng đó các bạn thanh toán chạy tiếp thì nó bị hon tiếp theo hay không, thì cái này bên mình chưa có thử, các bạn có thể test thử ở cái hon này. Còn hiện tại á, thay đổi về hon thì nó như vậy ha, mình chốt lại ha. Thay đổi cái hon mới là như thế nào? Là Facebook sẽ tiến hành trừ trước cái ngưỡng của các bạn và không trừ tiền ad. Khi mà các bạn chạy đến ngưỡng, nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là nếu các bạn chạy đến cái ngưỡng đó để tăng lên ngưỡng tiếp theo thì Facebook sẽ trừ hon ở ngưỡng tiếp theo và không hoàn tiền hon về, không hoàn cái tiền mà Facebook đã trừ trước đó, không hoàn tiền về. Còn nếu như các bạn chưa chạy đến cái ngưỡng mà Facebook hon, ví dụ như Facebook hon bạn kiểu 1.1 triệu, các bạn chạy đến 1 triệu, các bạn dừng, trong vòng 7 ngày sau Facebook sẽ tiến hành trả lại cái số tiền hon cho các bạn. Đó, tức là cái vấn đề hon hiện tại nó chỉ cập nhật vậy thôi. Thì sắp tới nếu như mà bên mình có test được cái cách, có tìm được cái tốt mà có thể fit được cái hon, hoặc là có thể làm cho các bạn lương cam không hon, thì bên mình sẽ cập nhật ha. À, và có thêm một cái nữa là khi mà tài khoản bị hon á, các bạn sẽ rất khó để quản lý cái tài khoản đó, tại vì á, các bạn sẽ thấy có một cái trường hợp như vậy. Tức là tài khoản này khi mà đến cái ngưỡng, ví dụ như đối với trường hợp hồi nãy đi đến ngưỡng 1.1 triệu, nếu như các bạn có tiền để lên cái ngưỡng tiếp theo, các bạn thanh toán tiền để lên ngưỡng tiếp theo thì cái tiền đó sẽ được trừ, sẽ bị ho tiếp. Còn nếu như trường hợp ngay thời điểm đó các bạn không có tiền, không có đủ tiền trong tài khoản để cho Facebook hon, thì tài khoản của bạn sẽ bị như vậy. Tức là nó báo là thử thu lại do là không thể thu được khoản tiền tạm giữ. Thì ở đây nếu như các bạn bấm vô chữ thử thu lại và bấm thu tiền, nếu như ở đây nó thanh toán thành công thì tài khoản sẽ mở lại và chạy bình thường, coi như là Facebook hon, giống như là nó cứ lập deal và hon bình thường vậy đó.
Còn trường hợp ở đây các bạn bấm thử thu lại nhưng mà không thu được, giống như tài khoản đang trên màn hình là không thu được, thì đối với những trường hợp không thu được này thì tài khoản đó các bạn phải bỏ và các bạn phải lấy tài khoản khác các bạn chạy tiếp, phải mua tài khoản khác các bạn chạy tiếp. Thì HON hiện tại nó có một cái bất cập đó, tức là các bạn sẽ không thể nào chạy quảng cáo nó ổn định được, mà sẽ có những lúc mà các bạn quên thanh toán, các bạn không để tiền trong tài khoản, quên thanh toán, thì cái số tiền mà Facebook HON nó sẽ lấy đi, nó trừ vào cái tiền đó và coi như tài khoản đó các bạn có thể bấm, nếu bấm thu lại được thì chạy tiếp, còn nếu không thu lại được thì bỏ, đổi tài khoản khác. Rồi, đó là tính năng HON mới hiện tại ha. Ok, các bạn cập nhật thông tin ha. Rồi nếu như mà cần hỏi gì đó các bạn nhớ đặt ở dưới bình luận ha, các bạn nhớ để ở dưới bình luận thì bên mình sẽ giải đáp cho các bạn ha. Ok, cảm ơn, xin chào các bạn.